Hiếu Fan Vlog chào mừng cô chú anh chị và các bạn thân yêu đến với cái video mới nhất của Hiếu. Thì tiếp theo cái video trước mà Hiếu chia sẻ về cái tội phạm có tên là Triệu Quân Sự đó quý vị, sinh năm 1991, trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đang thụ án tù chung thân tại trại giam T10 thuộc khu vực miền Trung, quân khu 5, đóng trên cái địa bàn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, về cái tội là giết người, cướp tài sản, đào ngũ và đã bỏ trốn khỏi trại giam. Thì như quý vị cũng đã biết, ngày 3 tháng 6 vừa qua, phạm nhân trốn khỏi trại giam T10. Đây cũng là lần thứ hai mà phạm nhân này bỏ trốn khỏi trại giam. Cái lần mà trước đây bỏ trốn là vào ngày 8 tháng 11 năm 2015. Phạm nhân Triệu Quân Sự này cùng với một cái phạm nhân khác đang thụ án tại trại giam T10 đã cắt song sắt phòng giam và đã bỏ trốn. Các phạm nhân này đã bị bắt sau đó một tháng lẩn trốn thưa quý vị. Thì cho đến bây giờ, thời điểm hiện tại rất là nóng luôn, thì lực lượng công an quân đội đang vây bắt cái tên tội phạm thụ án tù chung thân này đã trốn khỏi trại giam, được phát hiện là đang ở trên đèo Hải Vân thuộc địa phận Đà Nẵng thưa quý vị. Thì chiều nay 4 tháng 6, theo nguồn tin mà Hiếu cập nhật được, thì các lực lượng công an quân đội đang triển khai các cái mũi công tác truy bắt cái phạm nhân đặc biệt nguy hiểm này vượt ngục khi đang chịu án tù chung thân trên núi Hải Vân, địa phận Đà Nẵng. Thì theo nguồn tin, khoảng 16 giờ 25 ngày 4 tháng 4, ngày 4 tháng 6, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một đối tượng truy nã chạy xe máy ở trên đèo Hải Vân. Khi mà lực lượng công an giao thông ra lệnh dừng xe thì đối tượng này không có chấp hành mà gồ ga bỏ chạy. Thì đến km 912+200 trên quốc lộ 1 đoạn Nam đèo Hải Vân thì đối tượng này vứt xe biển số 76X62978 ở trên đường rồi bỏ trốn vào rừng. Thì xe máy này nghi ngờ là tài sản của phạm nhân trộm cướp được tại Quảng Ngãi sau khi bỏ trốn khỏi trại giam. Thì các lực lượng cơ quan công an quân đội đang ráo riết truy bắt cái đối tượng này thưa quý vị. Theo nguồn tin Hiếu cập nhật được thì lực lượng cơ quan chức năng huy động cả chó nghiệp vụ truy bắt cho bằng được kẻ vượt tù vượt ngục trốn trên đèo Hải Vân này. Thì Hiếu xin chia sẻ lại, tên vượt ngục này là Triệu Quân Sự, 29 tuổi, trú ở tỉnh Thái Nguyên, bỏ trốn khỏi trại giam T10 quân khu 5 vì bị tù trong chung thân về các cái tội như là giết người, cướp tài sản, đào ngũ và trốn khỏi nơi giam giữ. Thì tối nay, Trung tá Nguyễn Ngọc Gạn, trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông Hòa Hiệp, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng cho biết hơn 100 chiến sĩ công an quân đội với sự hỗ trợ cùng với chó nghiệp vụ đang truy bắt cho bằng được cái phạm nhân trốn trại này. Thì theo Trung tá Gạn cho biết thì chiều cùng ngày các cái đơn vị phối hợp với lực lượng điều tra hình sự chốt chặt cả hai đường lên đèo và hầm Hải Vân. Sau khi mà nhận được cái tin báo là Triệu Quân Sự, 29 tuổi, trú ở Thái Nguyên, bỏ trốn khỏi trại giam T10, quân khu 5, Quảng Ngãi, tất cả những người qua lại đều bị cảnh sát giao thông dừng xe. Sau đó thì lực lượng điều tra hình sự của quân đội nè đến để kiểm tra, nhận diện để đảm bảo là không bỏ sót người nào đang bị truy nã đặc biệt như là Triệu Quân Sự nói trên. Thì đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên chạy xe máy hiệu Sirius giống như Hiếu đã nói trên, mang biển số là 76X62978, giống như đối tượng truy nã đi trên đèo Hải Vân. Thì lúc này cảnh sát giao thông ra cái tín hiệu dừng xe nhưng mà nam thanh niên này không có chấp hành mà gồ ga bỏ chạy lên đèo thưa quý vị. Thì lực lượng chức năng mới dùng xe chuyên dụng truy đuổi khoảng 2 km thì phát hiện tên tội phạm này, tức là Triệu Quân Sự, đã bỏ xe máy ở lại và chạy vào cái hướng rừng đi lên cái đỉnh đèo Hải Vân. Thì hiện giờ thời điểm này hơn 100 người gồm các lực lượng cơ quan công an địa phương và quân đội đang huy động đến hiện trường khoanh vùng và truy bắt cho bằng được. Sự nhiều chiến sĩ trinh sát còn đưa cả chó nghiệp vụ vào rừng nữa quý vị. Thì đối tượng này đang lẩn trốn ở trong đây. Thì trước đó thì khoảng 15 giờ chiều 3 tháng 6 thì như Hiếu đã kể trên,
là sự mang cái bản án là tù chung thân về những cái tội là giết người, cướp tài sản, đào ngũ và trốn khỏi cái địa phận, trốn khỏi trại giam của mình. Thì thời điểm hiện tại thì lực lượng chức năng rất là đông, điều cả chó nghiệp vụ vào để bắt cho bằng được sự ở trên cái đèo Hải Vân này. Đây cũng là một cái tin rất là nóng mà Hiếu vừa cập nhật để cho mọi người cùng biết, và chúng ta cùng cảnh giác với cái tên tội phạm rất là nguy hiểm giết người không gớm tay này, thưa quý vị. Video của Hiếu đến đây xin tạm dừng và xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều đã luôn đồng hành và đăng ký kênh để ủng hộ cho Hiếu. Hiếu chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn được nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Và xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại cái video tiếp theo.